Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty Takeo. Kính thưa quý bà con, nếu chúng ta đang chăn nuôi gà vịt và đang mong muốn tìm một loại sản phẩm máy móc dùng để băm thái thức ăn cho chúng, tuy nhiên chúng ta chưa biết cách lựa chọn máy móc như thế nào, thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cách để lựa chọn một loại máy băm thái chuối cho gia cầm đảm bảo các tiêu chí như là bền, đẹp, an toàn và đặc biệt rất phù hợp với lại việc băm thái thức ăn đảm bảo cho gà vịt con đều ăn được. Đó chính là loại máy thái chuối mịn Takeo TK1500. Và kính thưa bà con, bây giờ tôi sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết về cấu tạo máy để bà con cùng theo dõi. Xin mời bà con. Máy thái chuối mịn Takeo TK1500 được thiết kế cực kỳ tinh tế. Phía nắp trước được dập khuôn định hình hình tròn cực kỳ thẩm mỹ. Thùng máy được thiết kế gọn gàng với tấm thép mạ kẽm không dỉ dày 2 ly. Nắp và thùng máy được kết nối với nhau bởi một bản lề cối 12mm. Phía dưới là hai bát gài chuyên dụng dùng để gài thùng xe tải, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Máy được thiết kế với bộ khung làm bằng thép tổng hợp V3, dùng khuôn gấp định hình và có kết cấu liền mạch. Miệng máy được thiết kế có thể đưa được cây chuối đường kính 20cm vào được, và miệng được thiết kế hướng lên trên 25 độ để bà con cứ tư thế làm việc thoải mái nhất. Dao máy làm từ thép nhíp ô tô rèn công nghiệp nên rất chắc và bền. Trên mỗi lưỡi dao có khắc logo công ty Takeo để đảm bảo dao chính hãng. Trên thân máy được trang bị thêm một CB giúp bà con mở tắt máy dễ dàng. Chức năng của CB là sẽ tự động ngắt điện và bảo vệ motor không bị chập cháy trong trường hợp dòng điện quá tải bị điện giật. Máy thái chuối mịn Takeo TK1500 có động cơ là 2,2 kW và tốc độ vòng quay là 2.900 vòng một phút. Máy được quấn 100% bằng dây đồng, và với cái sức mạnh và tốc độ như vậy, bây giờ tôi sẽ test thử máy băm cây chuối, cỏ voi và rau muống xem máy hoạt động hiệu quả như thế nào. Mời bà con cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây có cây chuối, cỏ voi và rau muống. Và bây giờ chúng tôi sẽ khởi động máy để cho máy hoạt động, cho bà con biết là hiệu quả máy hoạt động như thế nào. Xin mời bà con. Đầu tiên tôi sẽ là test cây chuối trước, mời bà con theo dõi. Chúng ta sẽ khởi động máy lên. Tiếp theo là tôi sẽ test băm cây cỏ voi, mời bà con cùng theo dõi. Và cuối cùng là rau muống và rau lang, hai loại rau có rất nhiều ở vùng quê ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ băm thử để bà con biết được hiệu quả nó băm cho gà vịt ăn được không. Xin mời bà con. Kính thưa bà con, đây là kết quả của cây chuối sau khi băm xong. Chúng tôi sẽ cho bà con thấy chất lượng của máy sau khi băm xong, miếng chuối sẽ được nhỏ mịn như thế này. Và đây là hoàn toàn chúng ta có thể làm thức ăn cho gà vịt ăn được. Bà con có thể thấy rất là nhỏ và mịn. Và hơn nữa là cây chuối sau khi chúng ta cắt xong thì nó, cái vết cắt rất là ngọt, nó không bị dập, không bị sơ. Thành ra là cái miếng chuối nó sẽ không bị chảy nước, và rất là nó sẽ giữ được cái chất dinh dưỡng trong cây chuối để chúng ta làm thức ăn cho gà vịt được. Thì miếng cỏ voi nó nhỏ mịn đến như thế này, thì nếu mà bà con chăn nuôi dê hoặc là bò đều có thể trộn với hèm bia hoặc là phụ phẩm để cho
gia súc ăn được. Đây là một cái nguyên liệu rất là giàu dinh dưỡng để chăn nuôi dê bò. Và thưa bà con, đây là rau man lang và rau muống, một nguồn nguyên liệu rất là dồi dào trong tự nhiên ở thôn quê Việt Nam. Như vậy là chúng tôi vừa giới thiệu xong máy băm chuối mịn Takio Tego 1500. Đây là một loại máy rất phù hợp cho việc chúng ta chăn nuôi gia súc gia cầm, thậm chí là dê bò đều được. Máy có thể băm nhuyễn cỏ voi, cây chuối và rau bèo. Ngoài ra thì máy có thể băm tất cả các loại cỏ rau bèo, phụ phẩm, thân cây mềm làm thức ăn cho gia súc gia cầm. Kính chúc bà con chăn nuôi hiệu quả và lựa chọn cho mình một loại máy băm chuối như ý. Xin chào bà con.